Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với một cái bài tích phân như này, cận từ 2 cho đến 2 căn 3 của dx chia cho x bình cộng 4. Thế thì bài này rất là đơn giản, đây chính là dạng x bình cộng a bình, thì các bạn đặt x bằng a tăng u thôi thì nó sẽ ra. Thế thì bây giờ bắt đầu làm luôn nhé, bài này nó dễ thôi, không nói nhiều nữa. Các bạn nếu các bạn sử dụng Casio thì các bạn bấm trong một tích tắc nó sẽ ra thôi. Đặt x bằng 2 tăng u, đổi biến thì phải đổi cận, đây là x, đây là u, 2 này, 2 căn 3 rồi nào. Khi x chỉ bằng 2 thì tăng u bằng 1, vậy thì u sẽ bằng pi trên 4. Khi x chỉ bằng 2 căn 3, vậy tăng u bằng căn 3, căn 3 vậy thì u sẽ bằng pi trên 3 rồi chưa nào. Thế các bạn vi phân hai vế của thằng này lên, các bạn sẽ có dx sẽ bằng 2du chia cho cos bình u. Đấy, xong hết cái này rồi thì các bạn thay vào đây. Thay vào thì có cái gì? Y của ta sẽ bằng, y ta bằng cận từ pi 4 đến pi 3 của gì? 2du đúng không nào? 2du chia cho cos bình u nhân với cái gì? X bình thì ở đây nó sẽ là 4 tan bình u cộng 4. Đấy. Thì 4 này mình sẽ đưa ra ngoài, 2 mình đưa ra ngoài thì nó chỉ tiêu mất ấy đi đúng không? Đây nó sẽ còn 1/2 thôi. Bằng này. Các bạn nhớ nhé. Nhớ một cái kiến thức này. Cái này của cái phần lượng giác thôi. 1 cộng với tan bình u thì bằng 1 chia cho cos bình u. Đúng chưa nào? Thì ở đây nó sẽ bằng cái gì? Y của mình bằng là cận từ pi trên 4 này. Pi trên 4 đến pi trên 3 của gì? 2 đưa ra ngoài, 4 đưa ra ngoài, đây chỉ còn là 1/2 du này chia cho cos bình u nhân với 1 chia cho cos bình u đúng không? Đấy, thì thằng này và thằng này nó sẽ triệt tiêu, đây chỉ còn là du thôi. Bằng này 1/2 tích phân cận từ pi 4 đến pi 3 của du. Đấy. Thì cái này nó sẽ bằng là 1/2 u đúng không? Cận từ pi 4 đến pi 3. Pi 3. Được chưa nào? Bây giờ các bạn thay cận vào. Các bạn thay cận vào thì y của ta nó sẽ bằng gì? Y bằng pi 1/2 này. 1/2 pi trên 4 là pi trên 3, pi trên 3 trừ đi pi trên 4 bằng này 1/2, đây mình giữ nguyên này, 4 pi trừ 3 pi rồi còn pi trên 12 đúng không, nhân với pi trên 12 thì ở đây nó sẽ bằng pi trên 24. Đấy, vậy là xong. Bạn thấy một bài tích phân nó không có gì là khó khăn cả, tuy nhiên là từ năm ngoái năm nay thì sử dụng Casio nhiều quá. Thật ra là khi bắt tay vào làm những cái bài mà tự luận, dạng tự luận như này ấy, thì nó hơi là chậm chạp một tí. Thế đây toàn bộ trọn vẹn cái bài này mà bạn hỏi trên mạng hỏi mình. Thì bạn ấy có thể xem cái lời giải nó như này. Đấy, và nếu mà có vấn đề gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới giúp mình. Đúng sai như nào thì comment ở bên dưới để góp ý cho mình. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì hãy like và chia sẻ lên Facebook cho bạn bè cùng biết để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.